Khoảnh khắc sum họp của Đức Tiến bên vợ con, cưng con gái hết mực, đưa đi du lịch nhiều nơi. Rồi, mai đi con, đã bye. Bye. See you next time. Bye, rồi, bye mọi người. Và đây là bé mèo. Hello đi. Hello. Nay âm dương cách biệt, ánh mắt thất thần của vợ Đức Tiến bên con nhỏ trong tang lễ chồng. Hẹn kiếp sau sẽ tìm anh. Hành trình 10 năm tìm con và tình yêu gặp nhiều thử thách. Ông đang đi nè. Ông bay gói con lý mà. Nam diễn viên, người mẫu Đức Tiến ra đi trong sự bàng hoàng và tiếc thương của gia đình và bạn bè đồng nghiệp. Trong tang lễ chồng, Hoa hậu Bình Phương lộ rõ đôi mắt thất thần, tiều tụy bên con nhỏ 4 tuổi, con gái Đức Tiến vô tư hồn nhiên, chưa hiểu được nỗi mất mát to lớn. Hành trình tìm con mất đến 10 năm ròng rã nên Đức Tiến và vợ cưng con gái hết mực, thở sinh thời, tâm sự về con gái. Đức Tiến từng cho biết dù công việc có bận rộn đến đâu đi chăng nữa, nhưng từ khi có con gái, anh luôn ưu tiên dành thời gian cho con gái, đưa bé đi chơi và du lịch nhiều nơi. Trên kênh của mình, Đức Tiến thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc cùng vợ đưa con gái đi chơi. Con gái có dịp nghỉ học là liền chở con đi chơi biển, đi khám phá sở thú. Anh cũng chăm chút con gái từng ly từng tí, đưa con đi mua sắm, cắt tóc. Mỗi khi có nhiều thời gian hơn, vợ chồng Đức Tiến lại cùng nhau đưa con gái đi du lịch ở nhiều đất nước. Vô mà chụp hình nha. Tên là Cherry Baby Shop. Mèo ơi. Hi. Có con đồng nghĩa với việc Đức Tiến phải làm nhiều hơn để con có cuộc sống tốt nhất. Vì vậy là cuộc sống bận rộn hơn rất nhiều. Nhưng con gái là người giúp Đức Tiến dung hòa mọi thứ, dù có mệt mỏi hay cực khổ, chỉ cần về chơi với con là mọi thứ tan biến hết. Tiền có thể kiếm lúc nào cũng được, nhưng tuổi thơ của con thì trôi qua rất nhanh. Vì vậy, tôi muốn dành nhiều thời gian bên cạnh con nhất có thể, Đức Tiến nói. Nhìn những khoảnh khắc sum họp của gia đình Đức Tiến bên nhau, nay lại nhìn khoảnh khắc cả gia đình chia ly, nhiều khán giả không khỏi nghẹn lòng tiếc nuối, hy vọng vợ, con nam diễn viên sẽ sớm vượt qua nỗi mất mát quá lớn này. Tại Mỹ, Đức Tiến mở công ty truyền thông, còn vợ làm trong mảng luật. Bên cạnh nghệ thuật, Đức Tiến cũng đam mê làm nông. Anh nuôi gà, trồng cây ăn quả, rau xanh tại nhà của mình. Anh và vợ cuối tuần thường cùng nhau ở nhà dọn dẹp, làm vườn, nấu ăn. Tổ chức những buổi ra ngoại, cắm trại ngủ qua đêm trong lều, sáng dậy ngắm bình minh ở biển. Anh từng nói vợ chồng có nguyên tắc ôm nhau, nói lời yêu trước khi ra khỏi cửa. Trước khi Đức Tiến qua đời, anh và vợ con còn mới cùng nhau tổ chức buổi sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc. Nam diễn viên đã chuẩn bị bánh kem, hoa cho bà xã rất lãng mạn. Đức Tiến từng thổ lộ chỉ mong muốn có cuộc sống bình dị, không đòi hỏi cao về vật chất, chủ động giảm bớt công việc để có nhiều thời gian bên con gái. Được biết, cả hai mất đến 10 năm để có thể được lên chức bố mẹ bỉm. Bình Phương từng chia sẻ rằng sự ra đời của con gái là bước ngoặt lớn trong cuộc sống hôn nhân của họ. Sau khi chồng qua đời, vợ diễn viên Đức Tiến có những lời nhắn nhủ khiến ai đọc cũng ngạn lòng. Anh đừng lo, em sẽ tìm được anh. Không cần biết ở đâu, thời gian nào, vũ trụ nào, thế giới nào, em sẽ tìm được anh. Và mình sẽ đi tiếp hành trình của mình anh nhé. Em và mèo sẽ nhớ ông xã thật nhiều. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.